Bất chấp màn trình diễn đáng thất vọng của Arsenal, Beleno vẫn là điểm sáng hiếm hoi với phong độ rất cao từ đầu mùa. Trong một ngày Wolverhampton tung ra tới 25 cú dứt điểm, nhưng chỉ một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Không ai khác ngoài thủ thành người Đức góp công lớn để pháo thủ giữ lại được một điểm trên sân Emirates. Bộ đôi hậu vệ biên sẽ là những người hùng của hai ông lớn đang cạnh tranh trên đỉnh bảng xếp hạng. Trong khi Andy Robertson mở ra cuộc lội ngược dòng khó tin cho Liverpool ở những phút cuối, Kyle Walker in dấu giày trong cả hai bàn thắng, giúp Manchester City vượt khó trước đội khách Southampton. Vị trí trung tâm hàng phòng ngự thuộc về Son Heung-min, người sở hữu tới 8 lần phá bóng trong vòng cấm và ghi bàn mở tỷ số cho Leicester City trước Crystal Palace. Người đồng đội của Son Heung-min là John Maddison cũng sẽ có một vị trí ở hàng tiền vệ. Ngoài đường kiến tạo bàn thắng, anh còn sở hữu tới 8 đường chuyền mở ra các cơ hội khác cho đồng đội và là cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất ở vòng đấu này với tỷ lệ 93%. Thi đấu bên cạnh anh ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ là John Lundstram, người có cho mình cú đúp bàn thắng vào lưới Burnley. Ở bên phía cánh phải, Leandro Trussan với một bàn thắng và một đường kiến tạo xứng đáng với một vị trí trong đội hình tiêu biểu tuần này. Bên phía đối diện, dù cũng có một bàn thắng, nhưng Jojo Shelvey đóng vai trò lớn ở hàng phòng ngự với 4 lần cắt bóng và tỷ lệ tranh chấp thành công lên tới 75%. Trên hàng công, người hùng của Liverpool là Sadio Mane không thể vắng mặt với đường kiến tạo cho Robertson lập công, cũng như bàn thắng quyết định giúp thầy trò Jurgen Klopp rời sân Villa Park với 3 điểm. Cũng đạt thành tích tương tự là Tammy Abraham trong một ngày anh tìm lại phong độ để giúp cho Chelsea vượt qua Watford. Cuối cùng, dù không trực tiếp lập công, nhưng cú hat-trick kiến tạo vẫn đủ để đưa Leeds Moses lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu thứ 11. Đội hình tiêu biểu với hai cầu thủ của Sheffield và hai cầu thủ của Leicester City. Anh Trần Minh, anh sẽ chọn cầu thủ nào? Tôi chọn Mane. Tại vì trước giờ tôi nghĩ là những cú đánh đầu ngược chỉ có mình anh làm được thôi. Bây giờ tôi thấy Mane thì hóa ra Mane cũng làm được nên tôi chọn Mane. Anh Việt Thắng. Không, thật sự tôi nhìn đội hình tiêu biểu này tôi hơi bất ngờ, mà thật sự là nó minh chứng một điều là giải Ngoại Anh rất là hấp dẫn. Chỉ có một cái tên của Man City và một cái tên của Liverpool thôi. Đội hình gần như là đội hạng chung và xuất hiện ở đội hình biểu rất nhiều. Tôi vẫn chọn Madison. Madison. Anh Thanh Bình. Tôi vẫn chọn Sadio Mane, cầu thủ người Senegal. Tại vì thực sự là xem thì các bạn cũng đã biết rồi, là vì Mane thực sự rất là nhiều trận mà phải lội ngược dòng, và mỗi lần mà Liverpool thua trước thì Mane là điều người gỡ hòa, thậm chí là anh có những cái cú ga chân rất là bất ngờ, và cái trận đấu vừa rồi cũng vậy, cho nên tôi sẽ chọn là Mane. Tôi cũng đồng quan điểm với anh Trần Minh cũng như anh Phan Chính Bình rằng là Mane là cầu thủ xuất sắc nhất của vòng đấu, và anh ta có một cú tạt chân trái và một cú đánh đầu không tưởng vào phút cuối cùng của trận đấu. Và một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Trần Minh, anh Việt Thắng cũng như anh Phan Thanh Bình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Hãy nhớ thứ 9 cùng CV9 trên K cộng.